Hãy mấy người thục nữ kia ơi, muốn nghe lại đây anh kể cái bài ngược đời mà nghe. Ốc mấy nhồi cắn cổ vịt le cỏ non, lại cắn để cho què mõm con trâu. Thời quắp có diều hâu cá rô chết cống để nuốt đầu con lưu ý điêu. Chuột kia mà cắn cổ con mèo một đàn, châu chấu đã đuổi theo tí đá gà. Trạch mấy cháu thời cắn cổ ba ba, một lũ chị mà đàn bà đuổi bốt vũ đàn ông. Ngồi nằm xuống để cho lợn cạo lông, một chục quả hồng nuốt bà lão 80. Nắm xôi chiêm ta nuốt thằng bé lên 10. Con gà chai rượu để nuốt người lao đao. Lươn mấy nằm để cho ống bò vào, một đàn cao cao đuổi đớp đầu cá rô. Thóc giống đương thì giữ chuột trong bò lòng đông, cần cấn để mổ cỏ xôn xao. Mày tịnh nghiến con dao một đàn, con cóc chụp đớp ông sao rời trên rời. Nói vậy chứ gọi là học cái nhạc này này, người nào có hoa tay đủ 10 ngón thì mới học được nhạc. Cứ còn đã không có hoa tay thì học đến đến đời cổ hủ cha được. Bà ơi, bà có truyền lại cho ai cái nghề này? Bà muốn ai học cái nghề này hát sổng của bà nữa không? Ôi trời, họ không học, cứ họ học thì tôi phải truyền đạt lại chứ để làm gì? Tôi chết tôi cũng mang đi chứ để làm gì cơ? Nó còn đi hỏi vậy nữa. Thế nếu mà ai không ai học nghề của sổng của bà đấy thì bà có tiếc không? Không ai học nữa thì tiếc cũng làm gì được con cháu, tiếc cũng chả làm gì được. Ai ta có cố tình mà ta muốn học thì là mình chịu khó vậy thôi, thì còn sống ngày nào năm nào tháng nào đấy thì người ta đến ta học thì mình dạy thì sao. Xã tôi này này cũng mới được có vài cô mà người ta lại nhắc đi lên tỉnh nhá, về thì mới gọi bà cầu ơi, vợ ơi, cháu đâu về? Ô kìa, bà dạy cháu thôi. Bộ dạy mà giờ chúng mày nó khác. Vậy có cô thì cũng cho dăm 30 để bà bồi dưỡng cái rượu. Thế thì nói rượu, nó không nói bánh. Tôi chẳng cái tính hay rượu. Còn người ta gọi thơ tiểu cầm kỳ khách, kiếp nhân sinh con người ta sống trong 36.000 ngày, ai cũng nhiều tuổi ít tuổi là gọi là 100 tuổi, 36.000 ngày. À, học sổng này thì đi hát thật hay, nhưng bà bây giờ thì
liệu có giàu không? Nhát sẩm lấy đâu mà giàu? Chả đi đâu mà có mà giàu cả. Làm đến đâu thì đủ, ăn đến đấy là cái tốt rồi. Không có gì, lại ông lại bà, ngửa tay á. Thì không được. Đói thì ngồi ở ngoài chợ, là tối đến thì lại ra hàng phố ngồi vậy. Hát được đến đâu thì lại xa lẻm đấy. Ấy, còn thủ vậy, còn cháu đấy. Lại đấy. Đấy, đấy, hát sầm đấy. Thế anh đi mà hát. Đi mà hát kiếm tiền. Để bỏ cán bộ đi mà hát kiếm tiền. Léo gây rồi, nhấc ra xem này. Nó bị xoắn rồi, là nó kêu. Nó này. Đâu xa rồi. Rồi, nó dừng ngoài. Rồi, đây. Đây, rút rồi, tự này. Khoan đã, đừng rút đây gì. Tay bưng nghe, cây nếp đang kẻ thang, cái bưng lên. Bà uống rượu từ cái thời nào? 10 tuổi vậy nên là mỹ mẹ cũng cho nghỉ cũng đi hát về con học của mẹ đi. Vậy là lấy ông ở trong này ông bảo tránh thiên bảo ông mới tránh thiên trùng sập làm nào mà ông lại lấy được bà bố chết đi vậy là mẹ con
sang Ninh Bình để hát. Vậy là ông ấy bảo thôi, hai vợ chồng ông, bà cả người phu tư, ông thì người yên mô rồi, người ở đây. Vậy là ông bảo thôi, tên tôi trả là năm đi. Anh vợ tối anh chào nói. Vậy là hơi mẹ con bà năm, đi với vợ chồng tôi. Cũng là bà hai phỏ là hai phần ấy. Vì tôi cũng hai phần, bà cả với ông. Vậy có thì là chia luôn, hát xong cái này chia luôn. Không phải là ganh gạnh, tranh gạnh, tranh gạnh. Vậy khi bà ấy hát, ông con quảng cư đồng bà lấy thuốc của dân tộc mỏ mồ mê. Cứ ông 49 là mình mới 16 rồi. Mà bà cả cũng rượu, ông cũng rượu, tôi cũng rượu, không có gì cả. Cứ ba vợ chồng chén chén túng như vậy. Ngày xưa cái gọi chén túng to như vậy, chứ không phải chén túng bây giờ như vậy. Mới được cái chén móng tí tí. Cứ ba vợ chồng ba chén mà rượu, ngày xưa rượu ngon. Không phải rượu như bây giờ, rượu rượu một phần rượu, ba phần nước lã. Uống chả thấy gì. Ông chủ mẫu có hai bà thì bà làm như nào ở không? Mình ông giờ, hai chị em giờ. Còn ông thích bà nào thì mình lúc giờ còn ít tuổi, ngủ mệt. Sang với bà cả thì sang, mà không có thì định giấy bà cả bấu thì sang. Sang giường ông. Ủa, kinh tế thằng này giờ nó đi hỏi oái ăn, còn cười. Oái, còn đi cười. Đấy, mày chiếu à? Hả? Mày chiếu phim này, ba bà chồng sầm. Lấy ông ấy từ thở 16, 17 đẻ, 19 đẻ, năm 24 đẻ 7 bận. Bây giờ còn có cô Mận với lại chú Cầu. 7 người con mà còn ba đói quá cho đi một người. Đầu đớn thay sức phận mình bà. Đấy cái bài Hà Liễu đó, cái bài Liễu Như Tư đó. Vất vả sao gần, ai vò mà dối thì ai gần mà đau. Một mình đứng tuổi người sầu, than thân rừng trả bạc rầu với hoa. Thương thay chút phận đàn bà đi. Sự điều vất vả ấy là đều chung, là chị em đàn bà đi. Vất vả cũng là đều chung. Chị em ơi, thương lẫn nhau cùng, thiền khuyên nhỡ bước, như tôi là thiền khuyên đấy. Lấy ông vậy là ông chết sớm, là nhỡ bước. 4-5 người hỏi mà nghĩ thương con, lai có, gái có, mà lấy chồng thì để cái người ta biết nghĩ thì chứ. Không biết nghĩ người ta đánh đập con. Mình có đi hát thì lại đi chợ, đi búa thì người ta đánh con. Rầy rạc con, thôi thì cố tình ở vậy. Thế bà thấy ngày xưa phụ nữ như bà ngày xưa khổ? Khó chứ, vất vả lắm. Cái nhà nó có thì còn khá, cái nhà đói. Mẹ, bố, có nhà người ta gọi, người ta cho bát cơm, tôi thì không ai.
chú Cầu đi công nhân rồi, vậy cô Mận còn đang nhỏ, vậy gọi cho tôi bắt cơm vậy xin cảm ơn vậy. Và sẽ cho cô Mận ăn, cô con bé 40 năm. Bây giờ bà thấy là chức phụ nữ khổ như thế nào? Bà có muốn làm đàn ông không? Rồi cho làm sao phải chịu vậy chứ cháu. Muốn làm đàn ông làm sao? Làm gì có chim mà bố làm đàn ông? Lên bà thì nó bồng bướm. Bướm đậu rồi bướm lại bay. Rất là gian chân trời cao, rất là gian chân đời người mấy lúc, đời người mấy lúc đấy đâu có gian chân mà già. Đấy là Hà Liễu đấy, điệu Hà Liễu đấy con ạ. À. Bà ơi, thế cái năm 45 tại sao mà đói thế mà bà không chết ạ? Úi giời, phát thì tiền có. Người ta chống sẩm đánh lên là đấy, người ta đến ta quay vòng quanh đấy, hát cái tên bài này, người muốn hát tên bài này, người ê, em ơi em có biết còn đang ít tuổi, em có biết chán mà không thì có sẩm chết trước chứ không có mà tắm dậy sẩm. Người còn hỏi anh nào khôn lừa lọc là tiểu biết là cái chỗ nọ chỗ kia là đi hát thì cái đấy những cái anh ngũ ngơ mới ra đời không biết lối nào, chỉ có quanh Nam Định nghe là Hà Nội chứ phải mấy cái nghe mãi nó chỉ chán, chứ cần đi chúng tôi thì cứ đi trong Nam ngoài Bắc lại đây đi đủ cả. Nghe anh ấy đang bảo anh thích nghe vài câu cái lương. Kệ chị ơi, đừng hắn dặn dặn bà. Không, nó bố không đang nói chuyện lại hát. Không kệ, kệ, kệ. Bạn ơi, tư cô vô thân phong trần để ai bán cái hiểu rõ rằng thân nôi cô độc vất vả gian nan. Trời ơi, sao trời khéo đã loan mà câu bạc mạnh, tôi chịu hồng nhan kiếp này. Mẹ mới có thai, kể từ một em con ơi thì mẹ mới có thai. Em dương nhẹ khi đẻ nào ai biết gì, nơi thì trong lòng có nơi mẹ chịu sầu bi. Thời heo hon bỏ cơm ăn không biết miếng, ngoan ơi con ơi lòng mẹ chua xót, về con đêm ngày sang đến hai yên công cha mà ngại mẹ biết bao tay. Hai mấy ân nợ nghĩa mẹ biết bao tay, mẹ mang con 9 tháng để có thai, mẹ nặng nề thương con, mẹ đi sớm về chơi qua nơi của ngon vật lạ, chả hề mẹ ước ao mang mấy, mẹ cùng con khó nhọc đã ôm giang. Chịu quản bao công trình
sang đến ba ân vừa tới thang sinh khác gì vật mẹ một mình ái ương kẻ từ con nơi thập nguyệt thái dương mất chết này chết này thì cũng một con chết tí gì chết này con nạc con chết gần gù rồi gì có nên treo hay là nên treo chứ vậy nên treo chứ còn sống mu năm nào phải treo năm ấy mu chết cũng phải treo và bằng khen trong khi đó lại kèm theo 500.000 của vu đây thì là vu xem trong cái phong bì của vu xem này mở ra xem này có đủ 500 của vu không đếm tầm xẻ ra đếm 200. À, trong khi đó là trong văn hiến là họ kỷ niệm vua hai quyển sách nhá. Thanh Huy A Vá Yên Văn à. Họ in hiến sách hiến đây. Chữ to thì còn đánh vần được. Cô bán tiền thôi. Bán phong bì. Vâng. Ờ, để bố uống rượu chứ này bố bỏ vào trong này. Ngày xưa đã có các cố cổ hủ rồi. Chỉ cho con trai, có con trai thì cho đi học. Còn con gái mà đừng cho đi học. Học thì nguyên thư từ cho dài. Các cố ngày xưa vậy. Con nên có được học chữ mà. Thì bà bây giờ bà vẫn lĩnh mỗi tháng 100 mà đâu đâu rồi bố dạ có nó có không nó không để mang tiếng đường bằng khen với lấy giấy khen ấy treo đi có được thằng tiền bạc kìa vâng còn, chị gì chị nhận con hoa không Tuyết Hoa. Tuyết Hoa. Nhận là con nuôi. Nó bố mỗi tháng thì nó gửi về mấy nhỉ? 500. Ở một kỳ này chưa thấy. 3 tháng. Hả? 3 tháng gửi một lần. À, thôi được. Không thôi. À, người ta bố công đẻ không bằng cái công nuôi người ta nghĩ thì cờ đồng nào quý đồng Thanh Hoa chứ không phải là Tuyết Hoa. Tuyết Hoa là nhạc viện, Thanh Hoa nữa là người cái gì
Bán cái bà già ngày hôm qua. Tự nhiên có người quen tất.
với chị em. Chị em ơi, cùng bạn đền bà, cả thương nhau chứ, đàn hòa nhau chi. Cùng là một bọn đi thi, kẻ thì lỗ chạm. Bà cầu cũng lại cứ ngồi chợ khi nào. Nhạt nước canh bèo bấy lâu nay đinh đinh nhạt nước lại canh bèo. Đái từng tí lưu lạc, đái từng lưu lạc, đái nhiều điều vất vả gian truân. Ông thì trời cao, con thấu tình chăng. Trời mây cao à, có thấu tình chăng? Đời người thì mấy lúc, đời người mấy lúc vất vả thì gian chân cho thiết tôi là. Tôi thì hiểm về, liệu bấy lo ba bên với chồng cũng nặng. Bên cha cao dày, thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày.